chào anh em. Leo anh đơn, mid là vị trí gánh đội tuyệt vời vì ngay cấp độ 2 này đã phải đi gánh khắp nơi rồi. Nhưng khi các bạn nhức đầu vì không biết Nata Vera, Laurent ổn không, Zatao đáng chơi, Kali bị giảm, liệu đã phế chưa, vân vân, không biết luyện tập vị tướng nào, thì clip này là cái vị tướng nằm trong meta ở phiên bản hiện tại. Đứa tuyển thủ trọng dụng, TNG sẽ gợi ý và chém gió cho anh em cách áp dụng chúng vào trong rank dễ nhất nhá. Bắt đầu thôi. Duet tìm được arc nhiều skin của Tulen đấy. Keo này không làm khó ở tngshop.vn đâu. 237 trang phục, Chí Tôn kiếm tiền, Tân Niên vệ thần, Tân Thần thiên hà, Giá ta tinh hệ và nhiều các bộ trang phục tuyệt vời khác. Muốn tìm trang phục giá rẻ và tài khoản gì, anh em hãy comment dưới video, TNG tìm cho nhá. Top 5, Zata. Tưởng chừng Zata không thể trở lại đấu trường chuyên nghiệp, nhưng bất ngờ ở những meta gần đây, hay cụ thể là đấu trường vọng, Zata được sử dụng lại nhiều hơn. Và với 36 lần pick, sự comeback của Zata khá dễ hiểu. Đầu tiên, anh em chắc biết tới, đấu trường vọng con Louis bây giờ ấy, nó khá là imba trong tay tuyển thủ. Mà Zata lại là con tướng ngon để kết hợp với Louis, dù là nhịp thần môn hay là thần vực, giúp Zata để tự tin cất cánh, đâm cực sâu vào đội hình kẻ địch. Cũng như là khi có Louis nhá, Zata cuối game sẽ có nhiều tác dụng hơn là việc đổi mạng với kẻ địch. Vì đôi khi, nguyên team nhá, chỉ có mình Zata có sách thôi. Ở đường giữa trừ Lily hay một chút là Tulen cực hay, còn lại là bọn Chrissy, Iggy, Kali gặp Zata ấy, khác gì gặp bố đâu. Chưa hết, Zata còn là vị tướng có thể gây áp lực rất lớn vào xạ thủ kém cơ động rất tốt. Tất nhiên là phải bay được, chứ như Xuân Bách ư, hơi toang đó. Đấy tiện nói với ông Bạch và con Zata, thì đâu phải cứ tuyển thủ là bay hay, bay hack hồi chiêu đâu anh em. Nên khi đeo đánh ấy, chúng ta cũng đừng quá toxic với đồng đội khi họ ghế cánh. Nhưng anh em cũng phải thông cảm cho ông Bạch, kẻ địch có nhiều không chế thế ấy, bay thế nào được, đúng không? Vì là đánh giải nên đôi khi những cú bay của tuyển thủ ấy, họ chỉ nhằm mục đích là cấu đỉa máu và câu chiêu kẻ địch ở gần thôi, chứ không phải là cố gắng đâm thật sâu gì cả. Mà muốn đâm sâu phải có Rui nhá, lúc bay còn sử dụng chiêu cuối mà nhảy ra. Bởi đâm sâu dù có chạm tới chủ được kẻ địch, sát thương cũng bị chia rất là nhiều. Mà nếu không có Rui, Zata quá khó để rút ra, đúng không? Trong khi dồn tanker kẻ địch trước mặt ấy, thì với cái lượng sát thương của cả team hoàn toàn thoải mái để hạ gục được. Nên khi đi rank, chúng ta thể học phong cách bay này nhé. Top 4, Chrissy. Mặc dù không có sự cơ động hay là biến ảo gì, nhưng Chrissy luôn là con bài được ưa chuộng ở giải đấu. Và lần đi, con nàng được lựa chọn tới 43 lần. Sở dĩ Chrissy được lựa chọn nhiều là do bộ kỹ năng quá ngon. Không chỉ có, dù chỉ là báo lá, nhưng thời gian hồi chiêu nhanh nè. Phạm vi mặc dù không phải là quá rộng, nhưng có thể hất tung nhiều kẻ địch. Sát thương được khỏi bàn rồi, vừa ảo lại còn trên diện rộng. Cũng như là Chrissy nhá, dù bạn lên sách, sức sát thương không hề yếu đi, thậm chí đem lại tác dụng lớn vì phạm vi chưa thức quá rộng của mình. Cô nàng có thể đánh công tốt nè với những tình huống kiến tạo từ bao lá, đặc biệt nguy hiểm khi núp bụi, có thể là đánh xung quanh xạ thủ như một trợ thủ thứ hai và nhờ chiêu hai khống chế bảo kê luôn xạ thủ và ao nhì sát thủ kỹ định. Vì Chrissy cũng phải là dạng yêu cầu kỹ năng quá ghê gớm, nên khi bạn coi tuyển thủ vận dụng Chrissy ấy, chúng ta chủ yếu là nhìn cách họ di chuyển thôi, chuẩn combo khỏi cần học luôn. Thực tế nó không có quá gì cao siêu anh em ạ, chỉ là khi bạn di chuyển ấy, nếu bạn không tầm nhìn hoặc là các bạn phải đi một mình ấy, thì sẽ phải cẩn thận đi vòng sâu hang bùa, thậm chí là vòng cả ở trụ ba và đi sát tường rìa map. Một điều mà khi bạn đi đánh ấy, chúng ta không thường có trợ thủ và bản đồ tối om, nên các bạn nhớ phải áp dụng, nhớ sử dụng chiêu một check bụi thật là kỹ càng. Ngoài ra còn là những góc núp bụi nhá, bụi sát tường ở gần trụ một để tạo bất ngờ lên kẻ địch. Dù hiện tại cái góc núp này của Chrissy trong giải ấy, nó quá là dễ đoán, nhưng nếu bạn áp dụng ở rank đơn ấy, nó vẫn cực kỳ nguy hiểm và đột biến. Top 3, Tulen. Theo những gì mà Gaza đăng ấy, thì Tulen trong giải được lựa chọn tới 54 lần. Tuy nhiên, đó là tính tổng cả đi mid và đi rừng nhá. Còn riêng ở vai trò pháp sư đường dưới nhá, Tulen sử dụng 43 lần. Điều này cho ông ta thấy Tulen ở thời điểm hiện tại đang nghiêng hẳn về vai trò đi mid hơn là đi rừng. Bởi nói thật nhá, rừng ở meta này ấy, đang ưu tiên vị tướng đấu sĩ và sát thủ hơn. Cũng như là Tulen đi rừng, vướng mid cũng pick thêm phép, khiến kẻ địch ưu tiên lên sớm và lên nhiều hơn lưng choi, làm hạn chế khả năng gây đam của Tulen. Còn đi mid, khả năng di chuyển tự do nè, farm, hack tiền và gánh team hết sức đơn giản. Đặc biệt là việc dùng thêm tốc biến giúp Tulen cơ động an toàn, đặc biệt cho pha ám sát tấn công chủ lực kẻ địch hoặc là bỏ chạy khi bị gank, hay chỉ đơn giản là đổi góc bắn lôi điểu khi kẻ địch chủ động che chắn. Và một Tulen xanh sớm, dù giải hay ở rank nhá, thì anh ta vẫn thực sự là một con quái vật về mặt sát thương. Tuy nhiên, nếu nhiều vị tướng khác anh em để tham khảo và áp dụng cái lối chơi tuyển thủ vào trong rank, nhưng với Tulen ấy thì chưa hẳn. Vì tuyển thủ họ rất là hay dùng chiêu cuối để cấu đỉa máu, dù kẻ địch vẫn còn nguyên cây. Trong khi nếu chúng ta đi đơn nhá, làm vậy ấy, kiểu là quá phí đó, đúng không? Mà Tulen khi bắt lôi điểu, việc ăn mạng, cái ăn mạng hay là xanh sớm không hề dễ dàng một chút nào. Chứ đừng nói tới việc là kiếm mega kill với Tulen đâu.
Nhưng ngược lại, Tulane ở trong giải đánh cho cái thế thua hoặc là ở giai đoạn đi đường ở đầu game ấy, hay chính xác là team đang bị ở thế thua, thì thay vì quá cố gắng ganh và gỡ cánh bị thọt, chúng ta để tối ưu farm mid quái rừng để xanh nhất có thể và chọn cánh ngược lại để có thể khai thác nhằm đổi hòa lợi thế hoặc ép kẻ địch phải cắt cử người ra thủ. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn so với việc chúng ta cố ganh và hỗ trợ một cánh bị ép ra nặng, một kiểu mà ở rank khá dễ gặp khiến cho Tulane cực kỳ khó chơi. Và với mẹo này, anh em có thể áp dụng ở trong rank nhá. Top 2, Iggy với 4-3 lần được lựa chọn là first pick đã chứng minh độ hot của Iggy ở trong giải đấu. Và thực sự, nếu không bị cấm ra nhiều ấy thì số lần Iggy được xuất hiện chắc chắn còn nhiều hơn con số 4-3 rất nhiều. Sở dĩ Iggy hot ấy bởi anh chàng này phù hợp để có thể thiết lập cái lối đánh kiểm soát của nhiều đội lớn như là Sài Gòn Tôm, Vgaming hay là Bắc, cũng như cái lượng sát thương của Iggy không cần bàn đến nhiều khi anh ta có thể bỏ qua tất cả làn chắn phía trước và gây đam thẳng vào tuyến sau kẻ địch một cách cực kỳ đơn giản chỉ với quả hỏa bạo. Và cũng chính vì những cú hỏa bạo ấy để đem lại phong cách riêng cho Iggy. Chỉ là hỏa bạo ở giải khi sử dụng nó sẽ được tối ưu hóa và đem lại nhiều tác dụng hơn ở trong rank. Đầu tiên, với hỏa bạo có thể dùng như một cái phương pháp check tầm nhìn nếu team chúng ta khó lấy bản đồ, khó lấy tầm nhìn đó. Tiếp theo là để cấu điểm máu. Đánh giải nhá, khoản cấu máu nó cực kỳ quan trọng, nó ngang với việc là hạ gục được kẻ địch luôn. Và cũng từ cái quả cấu máu này, nếu team có một cái nguồn sát thương bồi thêm ấy, nó sẽ trở thành một pha sốc đam thành công. Ví dụ, một cú vía nhân kích của Esu hay là một cú giật bắn của Joker khi này ấy, sẽ dễ trúng hơn vì chúng ta đã có tầm nhìn và cái lượng sát thương mồi mà hỏa bạo đem tới. Mà bọn Esu hay là Joker chắc chắn sẽ có những nhanh friendly nên việc dứt điểm kẻ địch yếu máu quá dễ dàng, nhất là khi tướng địch là các vị tướng xạ thủ hay là pháp sư lại quá đơn giản hơn. Hay thậm chí nhá, một năng đốt lướt vào với chiêu 2 và chém thường, nên khi bạn đeo đanh nếu có Iggy trong team có thể pick vị tướng kể trên và ngược lại nếu để tận hưởng cái cảm giác sốc đam kẻ địch từ xa. Nhưng các bạn có phải nhớ đây chỉ là một trong nhiều công dụng mà Iggy có thể đem lại. Thêm vào đó, khi có Iggy, khả năng giao tranh sớm ở mấy khu vực hẹp là cực kỳ lợi thế với combo 2-1 của vị tướng này. Top 1, Liliana. Lily là vị tướng pháp sư đánh giá rất là cao ở meta hiện tại khi các bạn dùng để đeo đanh. Và ngay ở trong giải đấu nhá, với 54 lần được lựa chọn là minh chứng quá rõ ràng điều này. Tất nhiên một phần là do Iggy bị cấm đi quá nhiều, nhưng Lily mái đỉnh mà. Sở dĩ Lily được tin tưởng bởi cô nàng có đủ sự cơ động để thể liên tục đào ganh và tạo lợi thế cho team mà vẫn đảm bảo được cái lượng tiền tốt. Sát thương thì khỏi nói rồi, thích cấu đỉa có cấu đỉa, sốc sát thương sốc được luôn. Cũng nhờ Lily nhá, vì sự đa năng của bản thân không quá kén chọn trợ thủ hay là xạ thủ để kết hợp, vì vốn dĩ cô nàng có thể đánh độc lập tốt ngay cả khi không có trợ thủ mà, chứ đừng nói tới việc là tạo thành bộ 2 hay là bộ 3 để di chuyển, nhất là khi được kết hợp với siêu xạ thủ hot pick như là Fio ấy, kẻ địch đúng kiểu là không được chơi game luôn. Ngoài ra với việc những Didac, Illumia, Kali hay là Munga đang có phần giảm đi sự uy tín ở giải đấu, thì việc tìm ra một vị tướng cực ngon để đối đầu Helen là cần thiết vì ở giải là đấu BL5 mà. Nên việc các bạn dùng hết bể tướng như là Chrissy hay là các vị tướng lên sách ngon ấy là hoàn toàn thể xảy ra. Và bất ngờ chưa, đó lại là một Lily, một vị tướng không quá mạnh khi các bạn lên sách truyền, nhưng lại cực kỳ thích kẻ địch tụm lại dạng kiểu là Helen, giúp Lily có thể dễ dàng lấy đôi tay, cào bung bét luôn. Anh em hoàn toàn thể áp dụng ở đeo đanh nếu bạn gặp phải Helen nhá. Tất nhiên, nếu quá thọt hay là kẻ địch kéo lết và trang bị những huân ương choi thì các bạn vẫn nên lên một sách chuồn nhá. Và quan trọng, một Lily biến ảo là các bạn cần phải tận dụng chiêu cuối để thể né đam rất tốt. Và mèo này ở giải đã được các tuyển thủ họ tận dụng quá nhiều và đem lại hiệu quả cực cao. Nhưng để né hoàn hảo nhất ấy, chúng ta nên lao về phía đam bắn tới thay vì lao về hướng khác nhá. Đó là năm vị tướng pháp sư đang chuẩn meta hiện nay, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào rank và chơi như các tuyển thủ nhá. TNG đã gợi ý đầy đủ trang bị và bảng ngọc cho anh em rồi đó, đồng thời là những lưu ý quan trọng các bạn đừng quên áp dụng vào rank nhá, và feedback cho TNG những kết quả các bạn đạt được đó. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau.